Thời Lam là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lam Quang. Vì chạy theo tiếng gọi con tim, cố cãi nhau với ba, rồi quyết định bỏ nhà ra đi. Sống cùng bạn trai 6 năm, cô chưa bao giờ cho hắn biết cái mát con nhà giàu. Những tưởng cô và hắn cuối cùng cũng có kết thúc viên mãn. Nào ngờ ngày thử váy cô dâu, cũng là ngày cô phát hiện vị hôn phu của mình dây dưa với một cô gái khác. Tặng cho cô một cặp rừng thật dài. Với tính cách tiểu thư từ bé, Đương nhiên cô sẽ không để vụ này chìm. Một kế hoạch trả thù được vạch ra, thời Lam sẽ xử lý cặp sừng này như thế nào? Liệu đám cưới còn được tổ chức như dự kiến? Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện cực kỳ hấp dẫn này trên kênh nghe audio chuyện ngôn tình với sự diễn đọc của Hạ Vũ. Các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like share video cũng như bình luận cảm nghĩ ở ngay phía bên dưới. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Những thứ xảy ra tất có dấu vết để lại. Ví như ngày thử váy cưới hôm ấy, trông Lâm tố khê hơi hơi thất thần. Thời Lam liền thử mấy bộ, anh ta đều bảo được. Nhưng cả buổi thử váy, đầu anh ta còn chẳng nâng lấy một lần, chỉ chăm chăm vào cái điện thoại. Nhân viên tư vấn nhìn hoài mà chạnh lòng. Cô ấy đứng bên cạnh khen cô không ngớt. Cô Thời Lam, chiếc váy cô đang mặc là báo vật giữ cửa của chúng tôi đấy. Cô tinh mắt quá đi mất. Thời Lam dò mình trong gương Kiểu váy đan dây lưng phát họa đường cong quyến rũ vốn có Trên tấm lưng trần trắng nõn của cô Là kiểu người đàn ông vừa nhìn đã rung động Khá đẹp Bao nhiêu tiền? Thời Lam hỏi Mắt nhân viên tư vấn sáng trưng Cửa hàng chúng tôi đang có khuyến mãi Nếu cô mua bộ này sẽ được khuyến mãi một bộ đi chúc rượu Tổng tất cả là 6 vạn ạ à. 6 vạn à? Với sự nghiệp mới khởi sắc của Lâm Tố Khê Thì 6 vạn hơi mắc nhưng với cô chúng đương nhiên là tiền tiêu vặt nửa tháng mà thôi. Nam chiều một hồi, Thời Lam nói vậy lấy cho tôi bộ này. Nếu bố cô không khuyên cô nên quan sát anh ta thêm ít bận, có lẽ cô đã kể hết thảy ngọn nguồn chân tướng cho anh ta, để anh ta đỡ phải đi sớm về trễ, dành nhiều thời gian bên cô hơn. Thời Lam định nói anh ta nghe về hoàn cảnh gia đình mình, vào ngày bọn họ tổ chức hôn lễ, đã kết hôn rồi, chuyện gì cũng phải thẳng thắn với nhau mới phải đạo chứ. Thời Lam chụp chiếc ví nhỏ trên ghế sofa, rút thẻ ngân hàng trao tay cô nhân viên. Ai ngờ Lâm Tố Khê bỗng ngừng chơi điện thoại, đứng dậy cái rụp, chúng lúc cô chuẩn bị đưa thẻ thanh toán. Anh ta cầm tay cô, kéo người cô thủ thỉ. Kết hôn thôi em à, mua váy vóc làm gì, thuê một bộ là được rồi. Sự nghiệp của anh đang trong giai đoạn phát triển, tình cảm giữa hai chúng ta nào đong đếm bằng tiền. Tâm trạng vui vẻ lúc ướm váy trôi tuột xuống đáy vực. Thời Lam lầm bầm rằng Anh chả nói kết hôn là chuyện trọng đại của đời người Tốn nhiều tiền cũng chẳng quá Nhưng Thời Lam vẫn nghe lời Lâm Tố Khê Cô biết công việc của anh chưa ổn định Hễ tí là tiền tiền sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng mai sau của bọn họ mất Nghĩ đoạn Thời Lam đè nén sự không vui trong lòng xuống Dặn một nụ cười cùng nhân viên tư vấn Chúng tôi xem xét lại đã nhé Nhân viên tư vấn lật mặt nhanh như chớp Lập tức xoay người Thời Lam ngóng được tiếng trách cứ khinh thường của cô ấy nữa là Mua không nổi còn vờ có tiền Khóe miệng Thời Lam sợ cứng Cô vốn tưởng Lâm Tố Khê sẽ nói đỡ hộ cô giam ba câu Hỏng giữ thể diện cho cô Xong vừa nghiêng đầu Anh ta đã ra ngoài cửa hàng nghe điện thoại từ thủa nào Câu chuyện hôm nọ lặng lẽ trôi qua Thời Lam muốn Lâm Tố Khê đi thử đầm cưới với cô tiếp Nhưng anh ta từ chối Thoái thác rằng lãnh đạo điều anh ta đi công tác gấp phải đến nước bạn để ký hợp đồng. Thời Lam mở ra lô xanh xanh trên điện thoại anh ta, sắc danh dọi rõ khuôn mặt đầy rẫy sự khó ở. Anh ta cho mày. Em lại nhìn trộm gì đấy? Có phải cô cố ý nhìn điện thoại anh ta đâu? Ai bảo anh ta chưa tắt điện thoại, đã ném ngay lên kệ đầu giường. Lịch sử trò chuyện chỉ có một câu từ Tô Lan. Tô Lan nói, em nhận được 11 vạn rồi, anh cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ trả lại. Tô Lan, bạn gái cũ của anh đã quay về Sao anh không nói với em Anh cho bạn gái cũ mượn 11 vạn Mà không có nổi 6 vạn mua váy cưới cho em à Cả hai người nhắn mỗi một câu Anh xóa lịch sử trò chuyện đúng không Thời Lam như rồ lên Này khác gì ngoại tình tư tưởng Lam Lam Anh sợ em nghĩ nhiều Tô Lan đang bị bệnh nên cần tiền gấp Dẫu gì cũng là một mạng người mà em Đôi tay của Lâm Tố Khê giữ hai bả vai cô Bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh ta Thời Lam thấy được nỗi trông mong từ mắt anh ta. Em yên tâm, sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ không làm em tổn thương. Em từng nói em tin tưởng anh vô điều kiện đấy thôi. Dứt lời anh ta thơm lên chán cô, thỏ thẻ rằng chỉ cần hoàn thành vụ mua bán này, bọn họ ắt trả hết nợ và tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ. Thế anh hủy kết bạn cùng Tô Lan nhé. Dù sao cũng là tình cảm mặn nồng 6 năm, sau đợt cân nhắc ngắn ngủi, Thời Lam chọn bản thân tự lùi một bước mong lâm tố khê đừng vượt quá danh giới ấy anh ta khựng người đương lúc cô định bảo ban gì đó lâm tố khê bỗng bế cô lên thời lam thoảng thốt một trận anh đặt cô giữa những chất đệm êm ái cởi áo sơ mi khóe môi treo một nụ cười xoàng như về năm cô gặp anh ta lần đầu tiên vẻ càn rỡ chẳng khuất phục bất cứ điều chi xa vầy vợi với những cậu con trai cô từng quen lâm tố khê chưa từng tỏ tình cô bọn họ ở bên nhau cứ tựa như là nước chảy thành sông thẳng tắp lự tới ngõ đường hôn nhân cô rất yêu lâm tố khê thế nên khi cô biết anh ta có một cô bạn gái cũ quá đỗi yêu thương phản ứng đầu tiên của cô là giang tay ôm chầm lấy anh ta an ủi bỏ lỡ anh là lỗi của cô ấy khoảnh khắc ấy anh ta kể lề gì đó nhưng cô không nhớ rõ thời lam chỉ nhớ anh ta dắt tay cô đến trước mặt đám bạn bè thân thiết của anh ta tuyên bố Từ hôm nay trở đi Thời Lam là bạn gái của tôi Là vợ tương lai của tôi Dưới ngàn ánh mắt kinh ngạc Thời Lam cảm động in môi mình lên môi anh ta Sau khi Lâm Tố Khê đi công tác Thời Lam đã đi thuê một chiếc váy cưới rẻ nhất Trong cửa hàng nhà người ta Chủ cửa hàng hỏi cô Cô cần chồng sắp cưới đến xem như thế nào không Thời Lam lắc đầu Mấy năm gần đây Thói quen tiêu xài hoang phí như cô Cuối cùng cũng học được thói tiết kiệm Ngày Lâm Tố Khê về nước, Thời Lam cố ý ăn diện đẹp đẽ, cô gửi một tin nhắn cho Lâm Tố Khê, nói rằng muốn đến đón anh ta. Mấy tiếng sau đó, anh ta mới trả lời, anh ta bảo, anh ta về công ty rồi. Thời Lam vốn định tặng Lâm Tố Khê một bất ngờ nho nhỏ. Trên đường tới công ty, trời bỗng đổ cơn mưa to như chút. Ôi lớp trang điểm của cô. Thời Lam xòe tay như chiếc ô, chạy vội vào sảnh công ty Lâm Tố Khê. Nhưng cô một con gà rớt vào nồi canh, bị chặn ngay cửa công ty anh ta. Thời Lam đứng đối diện đám bạn bè Lâm Tố Khê đang lê bước rời khỏi công ty, định tiến lên chào hỏi họ vài câu. Nào ngờ Thời Lam thấy một người nọ làm mặt quỷ. thằng nhãi Lâm Tố Khê này được vốn lẫn lãi, có vợ trong nhà, còn có mỹ nhân trong ngực. Mối tình đầu lan lan đã về, chắc nó cũng chẳng vấn vương tới Thời Lam ấy nữa đâu nhỉ. Mấy thằng đẹp trai nhiều tiền, mới tìm thế thân thay thế thế thân thời lam lơ tơ mơ không rõ ai gọi cô ủa chị dâu sao chị đến đây giọng điệu nào có ngạc nhiên mà làm nhuốm vẻ hoảng sợ thời lam nói tôi đến đón tố khê mặt người nọ cứng đờ không nói không rằng người bên cạnh nhảy sồi lên giải thích anh lâm không ở đây nãy anh lâm và cấp trên đi gặp khách hàng rồi ạ cuối cùng cô nhìn nhận ra có chuyện gì đấy sai sai ở đây thời lam nhíu mày vận sức đẩy hàng người cao lớn chuẩn bị lao đầu vào trong bọn họ ngăn cô lại chị dâu à trông chị như vậy không ổn lắm thời lam cười gằn công ty mấy người trông mặt mà bắt hình rong mà nói lâm tố khê đang làm gì toán người kia cứ cô nhìn anh anh nhìn cô đừng lúc cô định mở lớp cửa đang khóa chặt miệng cửa bỗng két một tiếng chàng trai mặc áo thun bận quần bò mở điện thoại phơi bày một trang ảnh trước mặt cô trong hình Lâm Tố Khê mặc tây trang màu xanh biển do chính cô mua cùng với chiếc cà vạt thắt lệch còn Tô Lan mặc chiếc váy dài xinh xắn. Một đôi trai tài gái sắc Giúp vào lòng nhau cách Lâm Tố Khê ôm cô ta như thể muốn dung hòa cô ta vào tận cốt tủy. Anh ta chưa từng ôm cô như vậy. Cô vẫn nhớ chiếc váy kia đó là khi cô đi dạo phố cùng anh ta cô đứng ngắm chiếc váy ấy rất lâu. Ngày hôm đó cô đứng lặng như vậy đấy. Cô dòm chiếc váy rực rỡ lấp lánh tỏa sáng giữa muôn vàn ánh đèn. Cô nói, nếu ngày hai ta kết hôn, em mặc được nó thì tuyệt. Tất nhiên, cô đã dự trù rằng cô sẽ tự mua nó rồi. Còn Lâm Tố Khê trả lời như thế nào? Anh ta trả lời rằng, cái váy này tính làm gì? Lúc chúng ta kết hôn, anh sẽ mua tất cả chiếc váy đẹp nhất trần đời, dâng chúng trước mặt em, để mỗi giờ em thay một bộ. Làm khách khứa phải lắc mắt luôn, cho bọn họ chiêm ngưỡng vợ anh đẹp tới ngần nào. Cô bị những câu từ dối gian che mắt, trao lòng. Khắc ấy, cô ngỡ như mình hóa thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Cô ôm eo lâm tố khê, nức nở khè khẽ. Em không cần váy cưới đắt tiền. Chúng ta hãy tựa bao cặp đôi bình thường khác. Chú rể mang tên anh là được rồi. Nhưng ngày hôm nay, hệt như ngọn dao sắc bén, mổ xẻ con tim cô. Hóa ra từ đầu chi cuối, cô như con hề, làm thế thân của Tô Lan. Tô Lan, thời Lam, anh ta thích gọi cô là Lam Lam hơn cả. Mỗi lần động tình, anh ta đều bột miệng thốt như vậy. Chẳng rõ anh ta đang gọi tên cô hay là con ả người yêu cũ của anh ta nữa. Thật là ghê tởm. Thời Lam và Lâm Tố Khê ở bên nhau suốt 6 năm. Ngày cô bắt đầu quen anh ta cũng là ngày ba cô và dì Tôn đi đăng ký kết hôn. Khi ấy mẹ cô vừa qua đời chẳng được mấy bận. Dưới cơn thịnh nộ, Thời Lam đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ấy sách theo mớ tiền do mẹ để lại, đặt chân tới dị thành dốc sức làm ăn. Nhưng lúc đó cô đã mất sự che chở của gia đình, vấp phải trắc trở khắp nơi khắp trốn. Từ nhỏ đến lớn, thời Lam chưa từng bị người ta khinh thường cỡ vậy. Cũng là thời khắc ấy, thời Lam vô tình chiêm ngưỡng cảnh lâm tố khê, đang thuyết trình vô cùng tự tin. Ánh đèn ấm áp, kiểu tây trang cũ mềm không thể khỏa lấp nét kiêu ngạo trong con người của anh ta. Anh ta nhếch khóe miệng, phô bày thế mạnh trước người phỏng vấn, đáng tiếc cuối giờ người phỏng vấn dùng lý do ý tưởng rất tốt nhưng thực thi thì không khả quan để từ chối anh ta anh ta không bực cũng không nán lại lâu lễ phép gật đầu đi ngay lúc xoay người tầm mắt anh ta dừng ở đôi mắt cô thời làm mách nước anh cứ cầu xin người phỏng vấn kia xem khéo lại được duyệt đấy anh ta lắc đầu cười cợt chắc em gái đây mới chập chững vào đời nhỉ đây là từ chối đó thay vì xin xỏ bọn họ chi bằng vận sức mình thâu tóm một mảnh trời riêng. Tôi chẳng tin đâu nhé, tôi tài năng xuất chúng như này đây, còn sợ không đánh bại bọn tư bản. Trước đây những người đàn ông cô quen, toàn là mấy kẻ nhà giàu rốt nát, hiếm ai học hành đến nơi đến chốn lắm. Nhưng tất cả đều chung một câu nói, lắm kẻ sinh ra đã là người chiến thắng, kẻ có tiền chỉ biết lấy tiền sinh tiền, chờ hão huyền sức mình có thể đánh bại tư bản. Đã từng, Thời Lam đã từng si mê hạng người như Lâm Tố Khê. Sau này cô bị hiện thực và bồm bốp. Nhưng yêu đã thành một thói quen. Cô muốn che chở anh ta. Cô thừa nhận bản thân là kẻ phạm tiện. Tuy nhiên cô ích kỷ mà hy vọng rằng Lâm Tố Khê có thể giữ vững cốt cách của chính mình. Chớ bị mài rũa giữa thế tục trần ai. Bẵng qua vài năm, ba cô và dì Tôn đi tìm cô. Ông ấy bảo ông thương cô vì cô phải chịu bao đắng cay ngoài kia nhưng ông ấy không muốn cô ở bên lâm tố khê tất nhiên là cô cãi ông ấy rồi cô cứ khăng khăng rằng ắt phải là lâm tố khê hai bên dương cung bạt kiếm dì tôn sợ hai ba con bọn họ lại trở mặt lần nữa bèn đề ra một biện pháp vừa lòng đôi bên đó chính là khảo sát lâm tố khê ba năm nếu lâm tố khê không biết mô tê gì về gia đình cô nhưng vẫn thật lòng đối đãi với cô và tự bản thân anh ta làm nên sự nghiệp ông sẽ đồng ý cho bọn họ kết hôn Xong ba cô cứ nhai mãi chuyện năng lực của lâm tố khê là chiếc kìm giữ anh ta lại song hành với đó anh ta cũng không tin cô thời lam lặng lẽ điều động nhân lực giúp đỡ lâm tố khê khả năng cao là do cô không muốn nhận thua cùng ba cô cô muốn chứng minh cho ông già kia thấy bố xem đi mắt bố cũng chẳng rõ lắm đâu có lẽ anh em bên đảng lâm tố khê đã báo cáo sự tình cho anh ta chỉ hai phút ngắn ngủi Thời Lam đã thấy Lâm Tố Khê vội vã xuất hiện nơi cửa ra vào Anh ta vội tới mức Áo sơ mi cũng rớt mất hai cái cúc. Giọng anh ta nghe sốt ruột lắm Giờ điệu gian dạy cô liền Anh đã bảo là anh về công ty mà Sao em không chờ anh ở nhà Móng tay găm sâu vào máu thịt Lý trí kiềm cô chửi nhau cùng Lâm Tố Khê trước mặt mọi người Chuyện đã thành ra như vậy Anh ta còn dám đẩy lỗi lầm lên thân cô ư Lâm Tố Khê Thời Lam không nâng bước Chỉ đứng xa xa trong người đàn ông cô yêu nhiều năm phía đối diện Thủa non xanh Tôi gặp nhiều thằng đẹp trai sáng láng hơn anh lắm Chẳng qua tôi vẫn biết giữ thân phận Bởi vì tôi có anh Nhưng anh có tôi thì không hề Anh biết 10 ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn nhỉ Thời Lam ngoảnh mặt À anh vốn biết mà Do anh không muốn biết thôi Lâm Tố Khê Chúng ta chia tay đi Dứt câu cô không chờ câu trả lời của anh ta quay gót rời đi chẳng chút do dự thời lam dọn ra khỏi nhà lâm tố khê mấy căn nhà khác của cô thì cô đã gửi gắm môi giới để người khác thuê với mức giá bình dân bà tặng cô căn hộ lâm tố khê đang thuê khi cô vừa đủ tuổi trưởng thành năm căn cùng khu cũng đứng dưới tên cô hòng phòng chuyện không may cô nhờ người môi giới soạn một bản hợp đồng giá rẻ cho lâm tố khê ký tạm vì vậy lâm tố khê cứ đinh ninh rằng anh ta nuôi cô. Bây giờ cô phải lay anh ta tỉnh giấc. Là ai? Ai là người níu giữ cuộc tình mỏng như băng của bọn họ? Thời Lam đi rồi. Lâm Tố Khê gọi cô mấy cuộc, nhưng cô tắt hết. Cô chờ đủ 10 cuộc gọi nhỡ mới chịu nghe máy. Quả nhiên anh ta thức hồng hộc. Thời Lam, vì sao em lại dọn đi? Một mình em thì sống ở đâu được chứ? Lâm Tố Khê, anh cảm thấy tôi thiếu anh là tôi không sống nổi à? Thời Lam cười đứt cả hơi. Cô là người dám yêu, dám hận. Lúc cô và Lâm Tố Khê vẫn yêu nhau đậm sâu, anh ta thường nói Nếu chẳng phải em cứ bô bô câu em yêu anh, có lẽ anh đã ngỡ em không yêu anh rồi. Thời Lam chưa bao giờ thiếu tình yêu. Thế nên cô có thể biểu đạt tình yêu của mình một cách hào phóng. Nhưng tình yêu của cô không dành cho kẻ hài lòng. Cô không nhận nhượng với đàn ông ngoại tình. Lịch sử cuộc trò chuyện là cơ hội cô đã trao anh ta nhưng anh ta cứ thích lôi cô nhảy disco trên phần mộ của anh ta. Vậy đừng trách cô không nương tay. Cô nắm 20% cổ phần nơi công ty Lâm Tố Khê làm việc, tương đương vị trí cổ đông lớn nhất. Cô đủ tự tin để nói rằng, chỉ cần cô muốn, mớ hạng mục Lâm Tố Khê coi như mạng sống sẽ bị hủy sạch, thời gian anh ta nỗ lực đổ sông đổ bể ngay tức khắc. Những lời nói lạnh nhạt đến từ cô khiến Lâm Tố Khê nóng nảy. Anh ta hiểu sự ra đi của cô chính là lời cảnh cáo cô không hề bông đùa lam lam chỉ như vậy mà em đã kết tội anh rồi bỏ đi ư anh thề anh và tô lan không có gì hết em hãy tin anh được không ngữ điệu mềm mỏng của anh ta như đang chỉ trích cô hiểu lầm anh ta vậy giọng nói dịu dàng bấy lâu không thấy khiến cho cô bật cười cô nghĩ đó là do khoảng thời gian yêu nhau cô luôn ngoan ngoãn phục tùng anh ta bởi thế mà khi cô thay đổi đột ngột đã làm anh ta khó chấp nhận anh ta bắt đầu lấn tới chúng ta kết hôn ngay lập tức nhé lam lam có lẽ trong lúc nước sôi lửa bỏng tô lan gì đó đã bị anh ta quên lãng hóa ra đàn ông khốn nạn đều mang dáng vẻ này Dây trước có thể đào tim móc phổi vì một người dây sau đã ôm ấp mặn nồng cùng người khác thả con săn sắt bắt con cá rô dù là tô lan hay bản thân cô đều là không công bằng nghĩ một lúc thở lam hít thật sâu nói với lâm tố khê hôn lễ sẽ được tổ chức tiếp nhưng tôi muốn tổ chức vào một tháng sau Lâm Tố Khê tiếp lời Cảm ơn em, Lam 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 anh yêu em, Lam Thời Lam lắc đầu Chẳng buồn nghe nữa Hễ thêm một giây, cô lại thấy nao nao trong học Cô đã mất hết hy vọng Thay vào đó, cô chỉ nhớ bản thân Đã hao tâm tổn trí suốt bao năm qua Vì anh ta Hạ cớ gì cô phải tha thứ dễ dàng đến vậy Cô muốn đám cưới của riêng mình Và cũng muốn chiêm nghiệm hậu quả Của chính Lâm Tố Khê Cô muốn Lâm Tố Khê sượng cầm giữa sân khấu lễ cưới. Cô muốn phô bày cho bạn bè họ hàng thân thích của Lâm Tố Khê thấy. Người đàn ông giỏi giang trong mắt bọn họ là kẻ hèn hạ đốn mà tới nhường nào. Thời Lam gọi điện thoại cho chủ nhà. Đương nhiên đó cũng là cấp dưới của cô. Cô bảo anh ta nói với Lâm Tố Khê rằng vì tình hình hiện nay giá thuê nhà buộc phải tăng gấp 3 lần giá thị trường. Anh ta không đồng ý thì kết thúc hợp đồng. Dù sao cũng đã đến kỳ hạn. Không ngoài dự đoán, Lâm Tố Khê tức ánh ách. Bởi vì căn hộ giá rẻ cô cho Lâm Tố Khê thuê, nằm trong khu chung cư Lương Thành đắt đỏ cơ mà. Chẳng những thế còn miễn tiền điện nước, nhà cửa tiện nghi tươm tất, tiền thuê nhà không ảnh hưởng tới việc chi tiêu hàng ngày. Nhưng giờ đây, đừng nói là tăng gấp 3 lần tiền nhà, riêng giá nhà thị trường đã ngốn một tháng tiền lương cộng thêm với tiền thưởng của anh ta. Sau đó, Lâm Tố Khê đành chuyển sang chỗ mới, thuê một phòng trọ bình thường hơn cả bình thường sau người đã thử sơn hào hải vị nào quen cơm canh đạm bạc vì thế anh ta lại nhớ về thời lam anh ta tính thời gian cô tan tầm cản bước cô ngay trước mặt đồng nghiệp chung chỗ làm lam lam em giận hờn đủ chưa chúng ta sắp kết hôn rồi em không thể ngủ mãi ở công ty mà để mình anh trả tiền thuê nhà được thời lam nhìn người đàn ông trước mắt dù anh ta đang cầu cạnh cô nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ và vinh mặt hất hàm say khiến người khác cô không nhịn cười nổi cô lách người qua anh ta Hoàn Hùng đứng cách đó không xa Lâm Tố Khê ngại thuê nhà đắt Thì không phải Lâm Tố Khê thật rồi Thời Lam Em vẫn giận anh à Đôi lông mày của anh ta níu chặt Cố giả vờ giả vịt Em đừng cố tình gây chuyện được không Anh đối xử với em không tốt ư Cuộc sống riêng của hai chúng ta cơ mà Em mau về Hai chúng ta cùng Lâm Tố Khê Thời Lam thở dài Từng câu từ thốt ra cực kỳ thâm thía Đôi khi anh hiểu sai vị trí của mình. Anh không thuộc tầng lớp ấy nên anh đừng nấn ná ở đó làm gì. Không ai trong giới thượng lưu đánh giá cao anh vì anh sống ở đó cả. Lời cô nói vừa hay chọc trúng chỗ đau của anh ta. Mặt anh ta đổi sắc, lảng sang chuyện khác. Thời Lam, em định ngủ ở công ty nữa à? Ai bảo tôi ngủ ở công ty? Chiếc Mercedes bên cạnh bấm còi đúng lúc. Thời Lam quay người lên xe chẳng chút lưu luyến khuôn mặt tái mét của anh ta trơ trọi giữa đường. Hình như nhớ ra chuyện gì đấy. Thời Lam bèn hạ cửa xe xuống. Bây giờ tôi không rảnh nói chuyện tầm phào với anh. Tôi còn hai bữa tiệc cần phải tham dự. Thôi thì thế này. Mai tôi phải đi công tác ở Bắc Thành rồi. Anh đừng hờ tí là tới công ty tìm tôi. Làm kẻ đeo bám xấu hổ chết đi được. Nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Dứt lời. Trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Lâm Tố Khê. Chiếc xe ô tô lao vun vút dành nguyên làn khói gai mũi cho lâm tố khê sau ngày hôm đó thời lam lại xe cấp dưới gửi tin nhắn kích thích lâm tố khê bảo anh ta ra vẻ nhà còn không thuê nổi giả vờ làm kẻ có tiền làm chi thời lam cá chắc rằng anh ta sẽ liều mình thuê căn nhà đó tiếp người đàn ông này cao thượng quá đi mất người yêu cũ tô lan trở về để dựa dẫm vào anh ta tất nhiên phải phô diễn khí khái đứng nam nhi cho tô lan xem rồi lâm tố khê dùng sự sùng bái của tô lan nhằm thỏa mãn lòng hư vinh. Còn cô thì muốn anh ta biết, không có cô, anh ta là kẻ trắng tay. Lúc cô đang tự hỏi, ba cô bỗng gọi điện. Ba nghe người trong công ty nói con định thấu công trình bên bãi đất hoang ở Bắc Thành à? Thế nào, không giúp đỡ người đàn ông của con bắt đầu từ con số 0 nữa à? Thời Lam bị giọng điệu của ông già nhà mình chọc cười. Con không thể từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu. Ba cô bùi ngùi. Ôi, cuối cùng con tôi cũng trưởng thành. Bà vẫn nhớ mang máng cảnh con mất ăn mất ngủ vì công việc làm ăn lắm đấy nhé. Bà không sợ con đột tử à? Hai ba con bọn họ tiếp tục thảo luận về chuyện phân chia, đầu tư vốn cho dự án. Thời Lam muốn tận dụng khoảng thời gian trước lễ cưới, tạo một bước tiến lớn trong sự nghiệp riêng cô. Đầu tiên, cô đã lãng phí rất nhiều thời gian vào người Lâm Tố Khê, vì vậy cô cần phải điều chỉnh công việc một lần nữa. Thứ hai, cô định nhân cơ hội này kiểm tra mức độ kiên định của Lâm Tố Khê. Cũng vì vậy mà thời Lam phát hiện Cô đánh mất bản thân quá lâu rồi Cô từ bỏ thân mình vì Lâm Tố Khê Kể từ màn điều kéo trước công ty hôm ấy Lâm Tố Khê không liên lạc gì với cô nữa Thực ra thì cô có thể đoán được nguyên nhân Anh ta kiêu ngạo đến thế Át nghĩ rằng cô sẽ không chịu được Mà quay về tìm anh ta Nhưng anh ta đã quên Tính cô vốn độc lập Trừ phi khó khăn vượt mức cho phép Nếu không cô sẽ chẳng cãi vã với người khác đâu nếu im hơi lặng tiếng tựa bây giờ chứng tỏ cô cực kỳ thất vọng thời lam điều nhân viên tạm ngưng hợp đồng cùng công ty lâm tố khê chuyển sang ký hợp đồng với đối thủ của công ty anh ta doanh nghiệp lục thị khó bề tưởng tượng một lâm tố khê đang hớn hở chờ xét duyệt bỗng nhận được tin giữ từ cấp trên đối phương chấm dứt hợp đồng chuẩn bị ký kết với đối thủ thật tuyệt vời làm sao dã tràng xe cát biển đông rốt cuộc ba cô vẫn cống tiền cho người đáng ghét nhất Chủ ý ban đầu của cô là để Lâm Tố Khê tự phát hiện người chặn dự án của anh ta là cô. Thời Lam muốn anh ta cầu xin cô. Xong cô không ngờ tới, cô sẽ gặp Tô Lan và Lâm Tố Khê ở đất Bắc Thành. Lúc đó, Thời Lam đang tham gia tiệc tối do xí nghiệp lục thị tổ chức. Lục thị quả là xí nghiệp nổi tiếng trong lẫn ngoài Bắc Thành, cực kỳ giàu có. Chỉ để làm vừa lòng bên đối tác, họ sẵn sàng mở một cuộc giao lưu giữa các công ty. Cô cũng kiếm được kha khá mối làm ăn có rất nhiều người tỏ ý hợp tác cùng cô. Nhưng bầu không khí trong bữa tiệc quá mức ngột ngạt, cô bèn ra ngoài hít thở sự trong lành ngoài kia. Xong ngay cửa hội trường, cô lại bắt gặp Lâm Tố Khê, mất kiên nhẫn dỗ dành Tô Lan. Theo câu Tố Khê, anh nhị một chút của Tô Lan, thời Lam chạm mắt với hai người họ. Lâm Tố Khê cuống quýt suốt cánh tay đang bị Tô Lan túm chặt. Thời Lam cười lạnh trong lòng, anh ta cũng có ngày cảm thấy trột dạ cười đấy. Anh ta lúng túng, Lam Lam, Sao em ở đây? Đáng lẽ cô nên hỏi câu này mới phải. Thời Lam yên lặng dòm tô lan mảnh mai bên cạnh. Đại khái đoán được mục đích hai người tới đây. Chắc Lâm Tố Khê đã nhận được tin nên anh ta định nằm vùng ở đây. Hòng tìm cơ hội cứu vãn tình hình. Suy cho cùng đó cũng là một dự án trọng điểm. Hỗ trợ việc thăng quan tiến chức cho anh ta. Nhưng Lâm Tố Khê lòng cao hơn trời. Anh ta nào nguyện làm những việc như vậy? Phòng trừng anh ta thấy năng lực của bản thân có thể tìm người hợp tác mới. Gió lạnh thổi qua, thời Lam che cơ thể nhỏ bé bằng chiếc áo choàng mỏng tanh. Mắt anh ta liếc sang, nhìn cơ thể cô một lượt, rồi dở giọng đầy nghiệt. Lam Lam, em bảo đi công tác ở Bắc Thành mà, công ty yêu cầu em đi công tác thế này ư? Cô cúi đầu ngắm nghía bộ váy dạ hội vận trên người mình, thứ cần lộ thì lộ, chẳng cần giấu giếm. Mắt cô rơi vào chiếc áo vét nhỏ nhĩ. Không có cô, anh ta còn lười ủi lấy bộ quần áo Thời Lam nở nụ cười đáp trả. Chẳng phải anh đang ở Lương Thành sao? Dắt tình nhân yêu dấu tới thành phố khác là phong cách đi làm của anh à? Tôi thấy anh không định kết hôn với tôi. Thời Lam buột miệng thốt vậy. Ai ngờ Lâm Tố Khê và Tô Lan đang ngồi kề nhau bỗng tay mét cả đôi. Lâm Tố Khê vọt lên phía trước muốn cầm tay cô. Lam Lam, em chớ hiểu lầm. Anh và Lan, Tô Lan đi tìm công ty hợp tác mới thôi. Thời Lam làng tránh, Thoáng nhìn Tô Lan tỏ vẻ không cam làm đằng ấy Nói thật Thời Lam lười quan tâm mục đích đến đây của bọn họ là gì Đương lúc cô định nói thêm Một giọng nói trầm tịch tự dưng vang vọng sau lưng cô Thời Lam Em không kể tiếp về kế hoạch của em à Nhiều người muốn đầu tư vào dự án ấy lắm đấy Thời Lam bị kiềm lại Nghe thấy tiếng người nọ Lâm Tố Khê và Tô Lan không kìm được mà trợn mắt Bọn họ nào không biết đến lục duệ nhan anh chính là nhân vật lẫy lừng trên trang nhất đầu báo chí tài chính. Anh cũng là người mà Lâm Tố Khê muốn hợp tác từ lâu. Nhưng dù anh ta thay đổi phương án nhiều tới cỡ nào, cũng không thể gặp trực tiếp giám đốc lục. Đó là đẳng cấp mà anh ta cùng với Tô Lan không thể chạm tới. Hôm nay, người bọn họ chen vỡ sọ cũng không gặp nổi, lại thân thiết với thời Lan đến thế. Mắt Tô Lan sắp sửa rách toạc, mặt Lâm Tố Khê đen ngòm. Xong anh ta đành cam phận giơ tay muốn nắm lấy tay lục duệ nhan một cái chào giám đốc lục tôi là chồng sắp cưới của thời lam cũng là người phụ trách dự án của công ty lam quang suýt chút nữa hai ta ký hợp đồng với nhau rồi không biết vì sao quỹ công ty đột ngột hủy hợp tác thế ạ à? chồng sắp cưới của thời lam lục duệ nhan ngơ ngác nhìn cô anh như đang tự xác nhận sự thật hồi lâu sau mới nói sao em không nói sớm nể mặt em anh đã không dừng hợp tác rồi Thời Lam phối hợp cùng anh Nở nụ cười bất đắc dĩ Dù sao cũng chung mục đích Lục Duệ Nhan đã cất công kiến tạo một vở kịch vừa ý cô mà Giám đốc Lục Tôi không quen hai người họ Thời Lam nói xong Nụ cười trên mặt Lâm Tố Khê bỗng sượng hẳn Tô Lan nhanh nhỏ chỉ tay vào mặt cô Thời Lam Cô không biết xấu hổ ư Cô không biết cô và Lâm Tố Khê chuẩn bị kết hôn à Sao còn câu anh câu em mặn nồng tại đây thế Đồ vô liêm sỉ Lục Duệ Nhan nhíu mày trước những câu từ nhục mạ của cô ta. Thời Lam bèn xin lỗi với Lục Duệ Nhan, ý mời anh về sảnh tiệc. Ngay sau đó, cô tặng một cái nhếch môi cho Tô Lan. Thì ra cô biết anh ta muốn kết hôn cùng tôi. Thời Lam kéo âm thật dài, nghiêng đầu nhìn Tô Lan. Người không biết còn tưởng hai người mới là một cặp. Người sáng suốt có thể nhận thấy bầu không khí vần quanh đó sai sai. Huống chi là Lục Duệ Nhan đã vật lộn trong nghề bao năm qua anh nhường lại không gian trước khi đi vẫn ra hiệu rằng sau khi xử lý xong chuyện ngoài này thì vào bàn chuyện hợp tác cùng anh khác thời lam và lục duệ nhan trao đổi bằng mắt từ xa cô cũng chẳng lờ ánh mắt đăm đăm từ vị trí của lâm tố khê đúng như dự đoán lục duệ nhan vừa nâng bước anh ta đã hỏi tức thì lam lam một nhân viên công chức quen như em sao đủ tư cách tham gia tiệc tối nay của lục thị ngay cả cấp trên bọn anh cũng không có được thư mời Em dùng cách gì vậy? Thời Lam bật cười trước cách hỏi lắt léo, đàn lẫn khéo léo của anh ta. Lâm Tố Khê, tôi có tài năng và là người sáng giá. Anh cho rằng tôi là hạng phụ nữ phải dựa dẫm vào kẻ khác, lấy lời ba hoa trích chòe của cánh đàn ông để sống qua ngày ư. Thời Lam đang ám chỉ người nào đó. Tô Lan nguyết một cái, như không ngờ cô chẳng hề khủng hoảng vì sự xuất hiện của cô ta. Cô ta định phản bác lại thì bị Lâm Tố Khê lạnh lùng cắt ngang anh đã bảo em đừng tới rồi mà em vẫn bám theo em làm thế sẽ khiến lam lam hiểu lầm mất lam lam và anh suýt chia tay vì em đấy dường như anh ta đang phớt lờ đám oanh oanh yến yến kể cận nhưng cô không còn là người phụ nữ dốc lòng yêu anh ta từ lâu rồi nói xong anh ta nặn một nụ cười nịnh nọt lam lam em quen giám đốc lục khi nào vậy em có thể thay anh chào giám đốc lục để anh ấy ký tiếp hợp đồng với lam quang không Thời Lam dòm tô lan chăm chăm cắn môi cùng đôi mắt đỏ lòm bên cạnh. Cô chẳng nhịn nổi nữa. bèn lấy một chiếc gương bé bé trong túi ra, đặt vào tay Lâm Tố Khê. Lâm Tố Khê, anh cần nhìn mặt anh giờ đây như thế nào không? Anh vốn là người khinh thường việc a dua người khác nhất mà. Hay chăng, một Lâm Tố Khê đã sảnh thân vào cung đường tư bản cũ mềm, nơi lý tưởng hoài bão đều đứng sau tiền tài và danh vọng. Nghe vậy, Lâm Tố Khê lại không tức giận như thường ngày, anh ta nắm tay cô, mỉm cười. Anh lấy lòng vợ mình thì có gì là sai? Nếu về trước, có lẽ cô sẽ bị mê hoặc bởi những lời này. Nguyện cống hiến tất cả thân mình cho anh. Nhưng hôm nay, cô chỉ cảm thấy quá đỗi nực cười. Lâm Tố Khê không biết, con đường thuận buồm xuôi gió mà anh ta đang đi là do cô đứng sau hỗ trợ, cản mọi chướng ngại vật hộ anh ta. Nếu không, một người có trình độ học vấn thấp, không kinh nghiệm như anh ta có thể lọt vào xí nghiệp đứng thứ 8 cả nước. Đó chẳng phải vì cô là cổ đông ư. Ông nội cô sáng lập nên công ty này. Cô muốn anh ta thử. Thế nào là leo càng cao thì ngã càng đau. Sau màn thương thảo giữa cô và ba, bọn họ quyết định sẽ mời phóng viên đến hôn lễ của cô. Cũng xem như là gián tiếp thỏa mãn ước nguyện của ông già này. Công bố thân phận thiên kim tiểu thư tập đoàn Lam Quang với mọi người chung quanh. Thời Lam muốn nhân cơ hội này Dành lại tất cả mọi thứ vốn thuộc về cô trước mặt Lâm Tố Khê và họ hàng thân thích. Bọn họ cho rằng sự thành công của Lâm Tố Khê không liên quan gì tới cô. Vậy thì cô sẽ cho bọn họ thấy Lâm Tố Khê không thể thành công nếu thiếu sự góp mặt từ cô. Ngày đám cưới được tổ chức, Thời Lam bận chiếc váy cưới tinh khôi đắt đỏ xuất hiện đúng giờ ở hội trường. Bộ váy ngốn cả đống tiền khiến bao cô gái phải tị hiểm đỏ mắt. Xong họ chẳng hề khen cô âm thanh ríu rít liên miên không dứt. Nhóm họ hàng bên đàng Lâm Tố Khê không những không kiềm tính nết lại mà còn lớn giọng chỉ trích trước màn xuất hiện của cô. Bạn gái cũ vẫn tốt hơn. Trước hai đứa nó chia tay tôi đã không thích rồi. Giờ thì nhìn xem nó kiếm đâu ra một đứa chuyên phá của thế này. Không biết bộ váy này tốn bao nhiêu tiền nữa. Át hẳn thấy họ hàng nói chí phải. Lâm Tố Khê tiến về phía cô khiển trách. Lam Lam, sau đám cưới tài sản hai đứa mình sẽ là một Em chớ sao hoa lãng phí như vậy Ai gộp tiền với ai Thời Lam nhìn người đàn ông cô từng yêu nhiều năm dòng dã Bằng ánh mắt trào phúng Giờ khác bây giờ Cô chỉ thấy nhợn nhợn tẩm lợm Tôi đáng giá bao nhiêu Với số tiền tiết kiệm ít ỏi của anh Mà cũng dám chung mâm với tôi à Thời Lam Cô đừng nước nước lớn tới Nhiều năm trôi qua Cô vẫn là một con nhân viên quèn thôi đấy Cô không thấy đau mặt hả? theo tiếng nuốt nước miếng ừng ực thời lam đảo mắt nghĩa qua cô bắt gặp một khuôn mặt được trang điểm lòe loẹt cô ta cố ý mặc chiếc váy trắng như cô lấn át cô vậy cô ta muốn chứng minh cho cô thấy rằng cô ta mới là cô dâu sánh bước bên cạnh lâm tố khê thời lam lại nhìn mặt lâm tố khê có lẽ anh ta đang nghĩ tô lan chửi cô là phải vậy đừng trách cô sẽ cho anh đẹp mặt ngay giữa khán đài thời lam đã sai người đi nghe ngóng Tô Lan về nước không chỉ vì cuộc sống sinh hoạt dối ren nơi đất khách quê người, mà còn vì bị bạn trai lừa cho vay nặng lãi. Đó là lý do vì sao cô ta dám bén mảng về nước ngay lúc Lâm Tố Khê đạt được vài thành công nho nhỏ. Đoán chừng là nhờ Lâm Tố Khê trả nợ thay cô ta. Còn Lâm Tố Khê thực sự trúng chiêu. Đã vậy thì cô đành thuận theo ý của hai người họ. Chẳng phải cô ta nhắm trúng thân phận và địa vị của Lâm Tố Khê sao? Vậy cô cũng muốn được ngắm khoảnh khắc con ả Tô Lan đó sẽ đối đãi với bạn trai cũ thân yêu như thế nào nếu anh ta không còn những thứ này. Cô lấy lại căn nhà ấy trước mắt cô ta và Lâm Tố Khê và gọi điện cho Lam Quang đuổi cổ Lâm Tố Khê ngay tức khắc. Tô Lan vẫn đứng bên cạnh trầm biếm cô. Thời Lam, cô ngủ mơ à? Nhưng hai phút sau, cô ta không cười nổi nữa. Bởi chàng phóng viên chen chúc dẫn tới, ai ai cũng cầm mic hướng về phía ba cô. Thời Lam quay người gật đầu với ông. Ba cô với một chiếc micro, đứng giữa toán người, trịnh trọng tuyên bố từng chữ một. "Lâm Tố Khê, vì Lam Lam, hôm nay tôi vốn định giao quyền điều hành công ty con dưới trướng tập đoàn Lam Quang cho cậu quản lý, nhưng tôi không tin tưởng cậu." Ba cô vừa nói, tiếng bàn luận bỗng trở nên xôn xao hơn cả. Có người nghĩ ba cô đang say. Xét cho cùng, ba cô vốn là người kiệm lời, quần áo chẳng khác người thường là bao. Sau khi cưới dì Tôn, ông lập tức lui về hậu phương, hiếm lúc tham gia những cuộc họp quan trọng trong tập đoàn. Tuy nhiên, những cuộc họp ấy cũng chẳng tới phiên Lâm Tố Khê. Bởi vậy mà anh ta chưa từng gặp người ngồi ở vị trí chủ tịch tập đoàn Lam Quang. Nếu biết, ông bố vợ hờ bị đàng trai nhà anh ta, gán cái mác nông dân cày sâu quốc bẫm, lại là vị chủ tịch anh ta không ngất mồm khen ngợi, sẽ có phản ứng đặc sắc tới ngần nào. Ông rất cô đến trước mặt tất thảy mọi người, ôm bà vai cô, Cô diễn dung mạo con gái mình giữa hàng chục chiếc máy ảnh. Đây là thiên kim tập đoàn Lam Quang, thời Lam. Ánh đèn vừa lát lập lòe, Lâm Tố Khê nhỏ giọng nạt nộ cô. Thời Lam, cô quậy đủ chưa? Anh ta cho rằng cô dỗi hơi chơi khăm anh ta ư. Cũng là lúc này, Lâm Tố Khê nhận được một cuộc điện thoại. Thời Lam nghĩa khuôn mặt dần tái mét của anh ta. Đôi mắt người run khẽ, ánh nhìn lạ lùng giải rác trên người cô. Cô cực kỳ thỏa mãn, sau đó cô quay đầu lại Nói với đám phóng viên Mời các vị đi theo tôi Tôi có một thứ muốn san sẻ cùng mọi người Lâm Tố Khê khệnh khạng tiến về phía thời Lam Dường như muốn nói đôi câu gì đó Nhưng ngay cả một ánh mắt Cô cũng chẳng buồn trao nữa Hiện giờ cô còn chuyện quan trọng hơn Phóng viên vừa đặt chân vào hội trường Ngọn đèn bỗng cái tắt phụt Trong tiếng cảm thán Máy chiếu phim lần lượt được bật lên Trên tấm chiếu cỡ dạp chiếu phim có một đoạn video lâm tố khê và tô lan hôn nhau đắm đuối tiếp đó là cảnh lâm tố khê cùng tô lan bón đồ ăn trưa nhẹ nhàng tình cảm và cả bằng chứng lâm tố khê ăn cắp tài sản của công ty lâm tố khê anh đừng tưởng bản thân đã làm mọi thứ một cách hoàn hảo tôi đã điều tra anh không chỉ trộm tiền công ty mỗi một lần anh cho rằng cấp trên là toán người khờ dại hả chẳng qua bọn họ nể mặt tôi không làm lớn chuyện này thôi Chắc anh biết đây là vi phạm pháp luật nhỉ? Tôi đã báo cảnh sát, có lẽ anh sẽ phải ăn cơm tù chừng 3 năm đấy. Lâm Tố Khê sợ tới mức không nói thành lời. Tâm trạng thay đổi xoành xoạch, anh ta quỳ xuống như muốn kéo cô quỳ chung. Nhưng bị cô gạt phăng ra. Nhận thấy tình hình không ổn, Tô Lan lặng lẽ lẩn mình. Chân mang giày cao gót vội vàng chạy ra cửa đại sảnh. Nhưng bên ngoài đã bị phóng viên bao vây. Cánh cửa được đẩy ra, những phóng viên đã chờ sẵn từ lâu, ai nấy đều vác một chiếc máy ảnh có ông ngắm dài ngoằng, như muốn có được thông tin về thiên kim tập đoàn Lam Quang. Tiếng máy ảnh tách tách không ngơi, một đám người ba chân bốn cẳng vươn mic đến chỗ Tô Lan. Xin hỏi cô Tô, cô biết đây là hôn lễ của anh Lâm Tố Khê và cô Thời Lam, nhưng vẫn cố can thiệp vào quan hệ giữa hai người họ. Có phải vì cô là người không biết xấu hổ chăng? Cô Tô, chắc cô thích cảnh này lắm nhỉ? Cô Tô, Cô biết Thời Lam là thiên kim tập đoàn Lam Quang không? Nhà họ Thời tiếng tâm lẫy lừng, vốn bảo vệ sát sao đứa con gái duy nhất. Chẳng lẽ vì cô quá phận nên họ mới lựa chọn công khai sao? Cô Tô Chiếc áo may ô che đậy sự thật suốt 20 năm, cuối cùng cũng được công khai ngay giờ phút này. Thời Lam từng ảo tưởng rằng Lâm Tố Khê sẽ phấn khích tới độ nào khi biết thân phận của cô vào ngày cưới. Nhưng bây giờ cô còn phấn khích hơn cả anh ta vì lâm tố khê đang nắm chặt cổ tay cô quỳ gục trên đất cầu xin cô đừng đi kẻ kiêu ngạo năm xưa nay không đáng một đồng trước tiền tài lâm tố khê anh nghĩ tất cả những thứ anh đang có là do đôi bàn tay anh làm nên tất cả sao tự tin là chuyện tốt nhưng mù mà tự tin là lỗi ở chính anh anh hãy yên tâm nếu anh còn gì muốn nói thì cứ đến sở cảnh sát thời lam mỉm cười nói không chừng cô tình nhân nhỏ kia sẽ nguyện ý tới thăm anh đấy Lam Lam Hoàn thành tất thảy Thời Lam chẳng muốn dừng thêm một giây Ở nơi quỷ quái này nữa Cô khoác tay ba cô Để lại đoàn người bên nhà Lâm Tố Khê Cùng Lâm Tố Khê tại hiện trường hôn lễ Đám phóng viên nối đuôi nhau Sau lưng hai ba con họ Nửa giờ sau hôn lễ Thiên kim tập đoàn Lam Quang trở thành đề tài nóng Ở xu hướng tìm kiếm Nhưng không có ai nhắc đến màn đám cưới gay go ấy Thời Lam nghĩ Ba cô đã em tất cả tin xấu về cô xuống Điều quan trọng nhất là nó đã bị tụt xuống hạng hai thanh tìm kiếm. Vì tin công tử nhà họ Lục, Lục Duệ Nhan, cưới thiên kim tập đoàn Lam Quang, đứng chiếm trệ ở vị trí đầu tiên. Sở dĩ cô chọn công bố thân phận tại hôn lễ, dùng cách giết địch một nghìn ta tổn tám trăm. Vì cô dự là cả đời này sẽ không kết hôn nữa. Nhưng cô không ngờ, ba cô lại đề ra vụ đám cưới này. Bất ngờ hơn là Lục Duệ Nhan đồng ý. Thuở đầu cô còn tưởng Lục Duệ Nhan làm vậy, vì thể diện của gia tộc. Cho đến khi cô thấy chiếc nhẫn kim cương đắt giá được Lục Duệ Nhan lôi từ túi áo ra mới bắt đầu phát hiện có điều gì đó không ổn. Thời Lam hỏi Anh nghiêm túc sao? Khóe môi Lục Duệ Nhan nhếch nhẹ Anh luôn thật lòng thật dạ với cô Lam đây. Thời Lam bỗng thấy ngũ quan người nọ như mạ một vầng sáng hiền hòa tựa đang đắm mình trong làn gió xuân phơi phới. Xong chỉ người cận anh mới biết đằng sau nụ cười của anh là sự quả quyết lớn tới nhường nào. Được, thời Lam vươn tay. Có lẽ muôn đăng hộ đối chính là kết cục cuối cùng dành cho cô. Như nhìn thấy suy nghĩ lòng cô, Lục Duệ Nhan dịu dàng đeo nhẫn vào ngón áp út. Em yên tâm, anh không giống đám đàn ông ngoài kia. Anh bảo cô vậy, cô dòm anh hồi lâu. Ánh mắt người đàn ông bị dịn lưu luyến, ánh nắng chập chờn như rơi vào đáy mắt anh, khuấy đảo một mảnh rung động từ lâu. Thời Lam và Lục Duệ Nhan không tổ chức hôn lễ theo kiểu gióng trống khua chiêng, cũng không công khai rầm rộ trên mạng xã hội. Hai người bọn họ chọn một ngày lành, cùng nhau đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Thầy Lam nhận ra rằng bản thân chưa có tình cảm lớn lao gì với Lục Duệ Nhan. Cô không yêu anh, còn anh yêu cô hay không thì cô bó tay. Hai bọn họ về bên nhau chỉ vì lợi ích của gia tộc. Câu chuyện về Lâm Tố Khê buộc cô phải trưởng thành, dùng 6 năm đằng đẵng để tỉnh ngộ, nhiều khi cô không thể lấy sự cố chấp của bản thân làm thước đo tiêu chuẩn. Khi rời khỏi cục dân chính, cùng giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ sẫm trên tay, Thời Lam nhìn cái nắng trời xuyên qua ba nét chữ cứng cáp trên giấy. Phải thừa nhận rằng cô hơi rung động. Ban đầu cô không muốn tuân thủ gia quy, mà cõng bao nhiệt huyết sông pha ra thế giới ngoài kia. Kết quả, cô thấy bản thân không thể tìm đại một người để kết hôn được. Thời Lam ngoảnh đầu lại, thấy ngón tay Lục Duệ Nhan đang sờ quyển sổ đỏ một cách dịu dàng. Tà sơ mi trắng vây lấy cơ thể cường tráng, hầu kết lăn lộn trên cần cổ thon dài. Cô đẩy mắt lên một chút, dương quay hàm cong theo nụ cười đang hé mở trên đôi môi anh. Phải chăng là do mắt cô sáng người, Lục Duệ Nhan rũ mắt xuống, nhìn thẳng vào cô. Anh kể cô biết, sau khi cô đi, Lâm Tố Khê được gọi vào, chào hỏi một lượt với bố anh và ba cô. Hai người họ biết công ty không giữ một nhân viên kém cỏi đến thế được. Em có hài lòng với kết quả ấy không? Cô trông thấy nỗi khát khao trực chờ trong đôi mắt anh. Đáng tiếc, cô lại chẳng sốc việc gì hết. Hóa ra đã hết thương, mọi thứ về anh ta sẽ không can hệ đến cô nữa. Thời Lam nheo mắt mình. Ánh chiều tà xé vòm trời, nắng chiều dọi rõ con đường cô đi. Cô không khỏi mỉm cười. Hãy xem đi, tránh xa cha nam, cuộc sống tươi đẹp xiết bao chẳng phải ư Thời Lam cho rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại Lâm Tố Khê Nhưng một ngày nọ Của năm nào đó Khi cô xuống lầu mua đồ ăn Đừng lúc cô và Lục Duệ Nhan đang thảo luận về dãy nhà trọ mới Em biết Lâm Tố Khê được thả sớm vì có biểu hiện tốt trong tù không? Thật lòng rằng Thời Lam không hề quan tâm Lâm Tố Khê Về phần Tô Lan Ấn tượng cuối cùng của cô về cô ta Vẫn đang dừng tại đoạn cô ta bị bao vây bởi đám phóng viên sau đó bị chủ nợ tóm chạy ra nước ngoài trốn nợ còn bị người ta cắt chân anh ta được thả ra thì sao cô trêu người ở đầu dây bên kia anh hy vọng em thích anh à lục duệ nhan vờ thở dài anh không dám khen ánh mắt của cô lam đâu nhé anh cút đi cô nhận túi đồ ăn rồi nói cảm ơn nhưng tay bỗng bị ai túm chặt thời lam hơi hốt hoảng nhìn rõ người trước mắt ra là Lâm Tố Khê ẩn mình sau lớp đồng phục bán hàng ăn. Mái tóc vốn chảy chút gọn gàng, nay đã trở nên xuề xòa, dâu mọc um tùm. Anh ta vừa run rẩy vừa tố khổ. Lam Lam, không ai sánh bằng em, con điếm tô lan kia đã chạy ra nước ngoài. Người suối anh biển thủ quỹ công ty là à? Thời Lam vận sức, muốn rút tay ra, song sức anh ta lớn quá. Thời Lam đành yên lặng, để Lâm Tố Khê bớt kích động. Thời Lam nói, Chuyện đã qua từ lâu, hôm nay chúng ta đều khỏe mạnh, anh đừng làm phiền tôi nữa. Nhưng anh không quên được em, Lam Lam à? Viện mắt Lâm Tố Khê đỏ ao, anh ta xông lên định ôm lấy cô. Cô chưa kịp chuẩn bị gì, đã bị anh ta ép chặt vào lòng. Mẹ kiếp. Lâm Tố Khê lầm bà lầm bầm. Lam Lam, anh sai rồi, Lam Lam. Anh giờ mới biết, người yêu anh nhất trần đời là em. Người anh yêu nhất cũng là em. Lâm Tố Khê tôi kết hôn rồi. Thời Lam lạnh lùng thốt ra. Vì sao em không nói thân phận của em sớm hơn? Nếu em nói rõ, chúng ta đã kết hôn và chung sống hạnh phúc rồi. Em làm sao biết được thằng Lục Duệ Nhan ở bên em vì địa vị em vốn có hay vì thứ gì khác? Thời Lam không nhịn nổi. Anh nghĩ tôi có gì cao hơn công tử nhà họ Lục? Tuy cô và Lục Duệ Nhan kết hôn, quả là một mối liên hôn yêu Việt, môn đăng hộ đối, không phân ai cao ai thấp, nhưng Lâm Tố Khê không muốn thừa nhận Lúc Lâm Tố Khê đang nghẹn ngào Thời Lam nhân cơ hội đẩy anh ra Một giây sau Thời Lam chứng kiến cảnh Lâm Tố Khê Bị một nhóm đàn ông cao lớn Mặc đồ đen đẩy văng mấy mét Bịch Là tiếng cơ thể va chạm với mặt đất Mùi hương thơm ngát dọc lên mũi cô Xua tan sự nhờn rít vườn quanh Thời Lam quay đầu lại Thấy nhân vật chính trong cuộc đối thoại Giữa cô và Lâm Tố Khê Đã xuất hiện Lục Duệ Nhan Giờ khác này, mặt mũi anh nhăn nhúm nhó, đôi môi mím chặt, gương mặt tuấn tú ẩn mình trong sự u tối. Giọng anh đầy rẫy vẻ mất kiên nhẫn. Lâm Tố Khê, tao thấy mày muốn ngồi tù thêm 3 năm rồi đấy. Lục Duệ Nhan bảo vệ cô sau tấm lưng anh, sợ rằng Lâm Tố Khê sẽ làm tổn thương cô. Thời Lam nhìn vóc người cao lớn kia, không hiểu sao đáy lòng cô lại có một dòng nước ấm chảy qua. Chẳng mấy chốc, xe cảnh sát đã tới chỗ Lâm Tố Khê. Riêng lần này, Thời Lam gõ cửa kính xe gần nơi Lâm Tố Khê ngồi. Cô nhìn Lâm Tố Khê qua lớp cửa kính. Vành mắt anh ta đỏ bừng, dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Nhưng trong mắt anh ta vẫn tràn đầy hy vọng. Lâm Tố Khê, chẳng phải anh bảo tôi, anh ghét đám người tư bản lắm tiền nhất sao? Nhưng anh bây giờ là dạng gì thế? Hôm nay, trên người anh ta nào còn chi khí bất khuất chẳng ai bị nổi thủa đầu gặp gỡ. Thời Lam dừng lại, không ngờ sẽ có một ngày cô có thể hòa giải thứ tình cảm 6 năm này một cách rộng lượng đến vậy. May mà cô tỉnh sớm, nếu không cô đã phí hoài nửa đời sau trên người anh ta rồi. Anh thích Tô Lan vậy, anh hãy quay lại với Tô Lan đi. Tôi cũng chẳng phải loại người thiếu anh thì không sống nổi. Sức hấp dẫn của anh chưa to lớn thế đâu. Lâm Tố Khê thủ thỉ. Người anh yêu chính là em, Lam Lam. Cửa sổ từ từ hạ xuống. Thời Lam thở dài bất đắc dĩ, đánh tranh thủ thêm vài phút. Người trôn chặt trong lòng anh là Tô Lan Tôi ngoan ngoãn vâng lời anh Chỉ là niềm an ủi thay thế Tô Lan thôi Chắc anh không biết Người luôn phục tùng anh không phải là tôi chân chính Có lẽ tôi yêu anh Vì thần thái sáng lạn của Lâm Tố Khê Điểm xiết đời tôi thêm đẹp Hãy chấp nhận cuộc sống nguyên trạng Lâm Tố Khê Lâm Tố Khê định nói thêm gì nữa Nhưng đôi con người của anh ta bỗng co chặt Bởi vì cô nắm tay lục duệ nhan Mười ngón tay đan vào nhau Bây giờ tôi đã có chồng yêu thương Có bố mẹ chồng chẳng bao giờ nhìn tôi bằng con mắt lạnh nhạt Biết đâu trong tương lai Tôi sẽ sinh một đứa thông minh lanh lợi thì sao Lâm Tố Khê Đừng quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của tôi nữa Cửa sổ xe dần khép lại Không biết do người lái xe đóng Hay là Lâm Tố Khê tự đóng Tiếng cười khẽ vang bên tai cô Anh nhìn cô Ngay bảo trong tương lai Chúng ta sẽ sinh một đứa con thông minh lanh lợi Thanh âm của Lục Duệ Nhan trầm trầm tựa một viên kẹo, trên mình quanh lưỡi anh. Hai tai thời lam đỏ bừng, đành ho khan nhằm che đi sự xấu hổ. Sao anh xuống đây? Nếu anh không xuống, vợ anh sẽ bị người ta cướp mất. Tối nay em muốn ăn gì? Hay anh đặt món ở đầu bếp người Pháp em thích nhất nhé? Anh lại tiêu xài hoang phí nữa rồi. Tiêu tiền trên người vợ mình nào có lãng phí? Hai bọn họ dắt nhau đến cửa công ty. Song Lục Dụy Nhan chưa từng buông tay cô dù chỉ một lần. Thời Lam nghĩ, lần này cô sẽ yên ổn vượt qua phần đời còn lại. Các bạn vừa lắng nghe trọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này, các bạn yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như nhấn like chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hạ Vũ và ekip kênh truyện Xin biến chào và hẹn gặp lại.